Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 từ Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng đến 15 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2021, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong ngày đã xét nghiệm PCR 204 mẫu, kết quả xét nghiệm có 3 trường hợp dương tính. Như vậy, Sóc Trăng có 13 ca bệnh được phát hiện trong cộng đồng. Số trường hợp F1 ghi nhận mới trong ngày là 37, số trường hợp F2 ghi nhận trong ngày là 139. Điều đáng mừng là kết quả xét nghiệm lần một đối với các trường hợp liên quan đến bệnh nhân số 26.643 đều âm tính. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục tình hình dịch bệnh ở các địa phương trong cả nước, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là tỉnh Sóc Trăng. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, Bản tin COVID-19 tối ngày 11 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết, nước ta có thêm 713 ca mắc COVID-19 mới. Số ca mắc tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đứng đầu cả nước. Tổng số ca mắc trong ngày là 1.953 ca. Hôm nay, có 71 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong số 713 ca mắc COVID-19 tối nay có 6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 707 ca ghi nhận trong nước, cụ thể thành phố Hồ Chí Minh 354, Bình Dương 195, Đồng Tháp 50, Long An 46, Phú Yên 32, Bắc Ninh 7, Đà Nẵng 6, Bắc Giang 4, Sóc Trăng 3, Trà Vinh 2, Ninh Thuận 2, Quảng Ngãi 2, Lâm Đồng 1, Bình Định 1, Cần Thơ 1, Hà Nội 1. Chi tiết các ca mắc Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như sau. 354 ca bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, 183 ca là các trường hợp trong khu cách ly khu vực đã được phong tỏa, 171 ca đang điều tra dịch tễ. 50 ca bệnh tại tỉnh Đồng Tháp, 36 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly khu vực đã được phong tỏa, 14 ca đang điều tra dịch tễ. 46 ca bệnh tại tỉnh Long An, 23 ca là các trường hợp F1, 19 ca có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh, 4 ca đang điều tra dịch tễ. Một ca bệnh tại thành phố Cần Thơ là nữ 64 tuổi, địa chỉ ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đang điều tra dịch tễ. Hai ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương. Còn 3 ca bệnh tại tỉnh Sóc Trăng có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động khai báo y tế, kết quả xét nghiệm ngày 10 tháng 7 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.